Từ 0 giờ ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự. Toàn thể người dân thành phố nên hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Theo đó, các địa điểm du lịch tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện, hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm, công viên công cộng, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người cũng tạm ngừng để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 8 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tiến hành điều tra truy vết để cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như đánh giá tìm nguồn lây. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh cần bình tĩnh phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi thông tin từ ngành y tế, tránh chia sẻ những thông tin không rõ nguồn gốc có thể gây hoang mang dư luận.